Xin chào các bạn. Trong những bài học vừa rồi, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu và thực hành nhịp 2-4. Từ bài học số 7 này, chúng ta tiếp tục thực hành nhịp 3-4. Và bây giờ, như thường lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở dưới video này để tiện theo dõi. Và ngay sau đây là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Phần thứ nhất, khởi luyện nhịp 3-4. Nhịp 3-4 được định nghĩa là loại nhịp đơn, tức là loại nhịp có một trọng âm, gồm 3 phách, mỗi phách tương đương một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, lòng bàn tay úp đi xuống. Phách thứ hai là phách nhẹ, lòng bàn tay nghiêng hướng ra sang ngang. Phách thứ ba cũng là phách nhẹ, lòng bàn tay hơi ngửa hướng vào đi lên. Và đây là sơ đồ tay nhịp. Nhịp 3-4 cơ bản và nhịp 3-4 hoa mỹ. Trong bài học này, chúng ta chỉ thực hành nhịp 3-4 cơ bản. Phần thứ hai, thực hành đánh nhịp. Sang phần này, chúng ta sẽ thực hành đánh nhịp 3-4 cơ bản gồm 3 phách, phách thứ nhất, thứ hai và thứ ba cùng với câu nhạc sau đây. Bây giờ mời các bạn theo dõi. Như vừa nói, nhịp 3-4 gồm 3 phách. Phách thứ nhất, tay hơi úp từ trên đi xuống. Phách thứ hai, tay nghiêng từ trong đi ra. Và phách thứ ba, tay hơi ngửa từ dưới đi lên. Mời các bạn thực tập. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta ráp tay nhịp với tiếng đàn. Vừa rồi chúng ta đã cùng khởi luyện nhịp 3-4. Bây giờ mời các bạn nhìn vào sơ đồ tay nhịp, nghe tiếng đàn và thực hành tay nhịp một mình. Vừa rồi là phần khởi luyện nhịp 3-4 cơ bản. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu đoạn nhạc thực hành đánh nhịp 3-4 hôm nay. Bài học thực hành đánh nhịp 3-4 đầu tiên hôm nay là phần điệp khúc của bài Thánh ca tin mừng Lúa chín đầy đồng. Như chúng ta thấy, đoạn điệp khúc này gồm có 4 câu, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư. Cả 4 câu đều có tiết tấu tương đương nhau. Bây giờ mời các bạn xem thực hành đánh nhịp trước một lần. Lúa chín đầy đồng mà thờ gần thì lại thiếu. Xin cha ban nhiều nhưng thờ gần nhiệt thành tin yêu. Dẫn trong đời cho mọi người theo Chúa mời, dám sống như lời Chúa truyền dạy khi được sai đi. Như chúng ta vừa thấy, đây là bài học đầu tiên của nhịp 3-4 cơ bản, cho nên những động tác còn rất đơn giản, chỉ lưu ý vấn đề khởi tấu đầu mỗi câu và diễn tả sắc thái cũng như là ngân dài của mỗi cuối câu. Bây giờ chúng ta thực tập chi tiết. Cả 4 câu trong đoạn thực tập này đều khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất, cho nên tay nhịp của ca trưởng lấy hơi từ phách thứ ba, lấy hơi lúa chín đầy đồng mà thợ
gặp thì lại thiếu, xin cha ban nhiều những thợ gặp nhiệt thành tin yêu dẫn. Và cứ tiếp tục như thế cho những câu còn lại. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Lúa chín đầy đồng mà thờ gần thì lại thiếu, xin cha ban nhiều nhưng thờ gần nhiệt thành tin yêu dẫn bước trong đời cho mọi người theo Chúa mời, dám sống như lời Chúa truyền dạy khi được sai đi. Bài học thực hành số 7 hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện cho tốt và hẹn các bạn trong bài tới với nhịp 3-4 hoàn mỹ. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.